Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng nay đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạt Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía tây, lượng nước cũng đã tràn đi. Vào lúc 10 giờ tối qua theo giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Cương đã được di rời khẩn cấp. Đến nay Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt qua 2 mét. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240 km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại cho hai trận vỡ đê này gây ra. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng, lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc, gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng của hàng trăm nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, cách đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Triệu Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy múc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng nay, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn vào sáng nay. Hôm nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt. Sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở do mưa lớn gây ra, hơn 20.000 người dân ở tỉnh Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn đến nửa cuối tháng 6 này, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày mai. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ còn tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Vào sáng ngày hôm qua, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay, với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 mét khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng của các tỉnh Thiểm Tây Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, Hà Nam miền Trung Trung Quốc và Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Lời cảnh báo từ biển nước ở Trung Quốc, từ đầu tháng 5 tới nay, đã có 5 trận mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt tháng. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới còn có thêm 2 đợt mưa lớn nữa. Thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đến cuối tháng 6, hơn 12.000 người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thất bát và tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô. Lượng mưa quá lớn làm giới chức ra cảnh báo lũ trên ít nhất 25 con sông lớn và vừa theo dõi sát sao tình hình đập Tam Hiệp. Ông Chen Tao, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhìn nhận dù một số khu vực đang bị ngập lụt hiện nay vẫn chịu thiệt hại do mưa lũ hàng năm, song tổng lượng mưa năm nay cao từ gấp đôi đến gấp ba bình thường. Để chống lũ, Trung Quốc từ xưa đã đào kênh mương, hồ chứa, xây đập nước, nhưng hệ thống này ngày càng quá tải trước tình hình thời tiết cực đoan, khó đoán. Các nhà môi trường học cảnh báo nếu không củng cố những hạ tầng này cũng như tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hàng triệu người sống dọc sông Hồ ở Trung Quốc sẽ nguy hiểm tính mạng. Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo trong năm nay cho thấy đồng bằng sông Châu Giang,
trung tâm sản xuất và là nơi cư trú của hàng chục triệu người, là vùng trung tâm đô thị gặp nguy cơ cao nhất thế giới do nước biển dâng cao. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, khu vực này có thể nằm bên dưới mặt nước ít nhất 67cm vào năm 2100. Kính thưa quý vị, xoay quanh thông tin Trung Quốc đã có một tuần thật tồi tệ với những loài động vật khi chúng có những hiện tượng vô cùng bất thường, đặc biệt là mưa xác chim, mưa ong, mưa ếch đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi tại đất nước của Trung Quốc, gây cho người dân đại lục ám ảnh tột độ. Trong khi tại các bờ biển của đất này cũng đang chứng kiến xác của hàng trăm con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt hai bên bờ, được gọi là nhà tiên tri biển cả, có khả năng dự báo những thảm họa thiên tai cực kỳ chính xác. Ngay cả những kẻ vô thần ở Trung Quốc cũng tỏ ra sợ sệt trước sự khác lạ của những loài động vật này và những hiện tượng lớn, kịch tính được mô tả kỹ càng. Hiện tượng các loài động vật rủ nhau chết hàng loạt với số lượng lớn như vậy ở Trung Quốc rất bất thường, đã làm gia tăng mối lo ngại rằng thế giới tự nhiên đang tiến đến chỗ diệt vong. Thậm chí có người còn liên tưởng đến thế lực siêu nhiên thần bí nào đó. Ít nhất là một điều gì đó kỳ lạ và đáng lo ngại đang diễn ra tại đại lục mà chỉ có động vật mới có thể cảm nhận được. Người dân Trung Quốc vài ngày qua đang chuyển nhau nỗi lo lắng đất nước này sẽ có thể sắp phải hứng chịu một trận động đất dẫn tới sóng thần nghiêm trọng, không kém thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản, làm hơn 19.000 người chết. Nỗi lo xuất hiện khi người dân phát hiện lần lượt 7 con cá mái chèo hay còn gọi là cá đai, cá dây lưng, một loài cá sống dưới ở vùng biển sâu, chết trôi dạt vào bờ hoặc mắc vào lưới ngư dân. Cá mái chèo, sứ giả Long Vương báo hiệu thảm họa mới nhất vào ngày hôm qua. Hai con cá mái chèo được phát hiện mắc vào lưới đánh cá của ngư dân ở tỉnh Chiết Giang, ở Đông Nam Trung Quốc. Đầu tuần này, một con cá mái chèo dài tới 3,2m trôi dạt vào bờ biển ở Vịnh Hoàng Hải, trong khi một con cá mái chèo khác dài 4m mắc vào lưới ngư dân ở cảng Đại Liên, phía bắc tỉnh Sơn Đông. Các con cá đã chết và sau đó được đưa vào công viên thủy cung Disney để nghiên cứu thêm. Năm 2015 có 4 con cá mái chèo được phát hiện ở Vịnh Bột Hải. Loài cá mái chèo có da trơn, ánh bạc và vây màu đỏ, thường sống ở độ sâu 200m đến 1.000m dưới mặt biển. Theo truyền thông miệng, loại cá này chỉ dạt vào bờ trước thời điểm xảy ra động đất ở dưới biển. Thậm chí, người Nhật còn có cụm từ riêng đối với loài cá này, đó là sứ giả từ cung điện Long Vương. Giai thoại cá mái chèo là một điềm báo thảm họa, được chú ý đến nhiều sau thảm họa động đất mạnh, kinh hoàng 9 độ Richter kéo theo sóng thần tàn phá một dải bờ biển Đông Bắc Nhật vào tháng 3 năm 2011, làm gần 19.000 người chết. Ít nhất đã có hơn chục con cá mái chèo trôi dạt vào ngoài biển Nhật vào năm 2010. Chỉ vài tháng trước, thảm họa kinh hoàng này Taiwan News đưa tin, có gì đó đang xảy ra dưới biển phải không? Một người dân lo ngại trên Weibo chia sẻ thông tin nhiều con cá mái chèo mắc vào lưới ngư dân và dạt vào bờ biển. Điều gì đang xảy ra với vịnh Bột Hải? Một người dân khác đặt câu hỏi, đây không nghi ngờ gì là điềm báo trong một trận động đất, và nếu nó xảy ra ở vùng trũng Nankai sẽ là một trận động đất khổng lồ. Một người dân Trung Quốc viết trên Weibo đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia cảnh báo về chấn động của vùng trũng Nankai, vốn chạy song song với bờ biển phía Nam Nhật, bên ngoài Nakasa đến đảo Kyushu. Chấn động này có thể mạnh lên và dẫn đến sóng thần, gây mất mát nhân mạng khổng lồ, cũng như tàn phá các vùng duyên hải. Các nhà khoa học vừa bác bỏ lý thuyết này, nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn. Không có bằng chứng khoa học nào cho giả thiết cá mái chèo xuất hiện vào thời điểm sắp có động rất lớn, nhưng chúng tôi không thể bác bỏ 100 khả năng. Nhà khoa học Tề Chính Đông làm việc tại công viên thủy cung Disney, đó có thể là do trạng thái nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện của cá mái chèo, hoặc một nguyên nhân khác chúng ta chưa biết. Theo ông Đông, một số cá mái chèo đã chết ở Nhật Bản và Trung Quốc trong năm nay, làm dấy lên nỗi sợ một trận động đất hoặc sóng thần khác có thể sẽ xảy ra. Cá mái chèo đều được gọi theo truyền thống là Ryugu no Sukai trong tiếng Nhật, có nghĩa là sứ giả từ cung điện của thủy tề. Truyền thuyết kể rằng chúng sẽ tự bơi lên bờ trước khi động đất. Huyền thoại ấy đã thành sự thật trong trận động đất và sóng thần của Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng. Ít nhất một chục con cá mái chèo đã dạt vào bờ biển Nhật Bản trong năm trước khi đó xảy ra thảm họa, theo Taiwan News. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác thì một tuần nay tại nhiều thành phố, thị trấn của Trung Quốc, điển hình như An Huy, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, hàng chục ngàn loài chim khác nhau như chim kết, chim sáo, quạ, sám đâm đầu vào mái nhà, vua bin gió, cây cối, các xe cộ, mặt đất ở tốc độ cao. Các nhân chứng cho biết, hầu như ngày nào các công nhân môi trường cũng thu gom cả hai xe tải đầy xác chim. Theo nhiều hình ảnh ghi lại tại một hồ nước ở châu tự trị A3, tỉnh Tứ Xuyên cho thấy, vào sáng nay có gần 10.000 tấn ếch nổi trắng, ngửa bụng lên, khu vực kéo dài khoảng 50 km xung quanh hồ. Nhiều người dân địa phương lo lắng có sự bất thường ở dưới đáy hồ. Cũng tại tỉnh Quý Châu, vào chiều ngày hôm qua, hàng triệu đàn ong từ trên núi bay xuống thị trấn. Ai nấy đều tìm cách tháo chạy để tránh bị ong đốt. Theo các nhân chứng thì chúng không hề có ý định tấn công người hay gia súc, nhưng chúng bay theo từng đàn, đông đen và phát ra những tiếng kêu vo vo vô cùng lớn vang vọng có một khu vực dân cư rộng lớn.
nhưng khoảng 15 phút sau đó thì chúng rơi rụng lả tả như mưa đá, xác chúng phủ kín mái nhà, sân vườn, đường xá. Trước sự việc này thì Sở trưởng Nông nghiệp tỉnh Quý Châu, bà Quang Minh cho biết, qua phân tích thì đàn ong được cho là chết vì bệnh. Tuy nhiên, bà Quang từ chối tuyên bố nguyên nhân cho đến khi chính quyền kết luận về cuộc điều tra. Cũng theo một tờ báo địa phương đưa tin về vụ việc, hãy hy vọng rằng những loài động vật chết hàng loạt vì bị nhiễm độc hoặc bị bệnh, vì như thế còn dễ xử lý hơn là tin đồn cho rằng đó là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp đến ngày tận thế. Vì từ rơi đến cá, ong, ếch, các chuyên gia y tế động vật cho rằng sự bất thường của hàng loạt động vật mỗi năm có nhiều lý do, bao gồm thời tiết xấu, dịch bệnh và ngộ độc, và lý do chính khiến hiện tượng gần đây có vẻ rất lạ, vì phần lớn là thời điểm và địa điểm xảy ra những nơi không có ai để ý đến chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Hà Tĩnh, mưa lũ gây ngập cục bộ, 50 hộ dân bản Rào Tre bị cô lập. Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị nước lũ cô lập. Chính quyền lập rào chắn không cho phương tiện qua lại đề phòng nguy hiểm đến tính mạng. Chiều qua, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên cho biết, ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã làm khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu, nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre bị ngập sâu. Theo ông Sánh, khu vực cầu tràn bị ngập sâu gây chia cắt hơn 70 hộ dân tại bản Rào Tre và thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là cây cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 120m. Cây cầu cũng là con đường độc đạo nối liền trung tâm xã Hương Liên với bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1, gần bản Rào Tre của xã Hương Liên. Chính vì vậy, hiện nay, toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 đang bị chia cắt do nước lũ. Bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt với tổng số 156 nhân khẩu, còn một phần địa bàn thôn 1 có khoảng 26 hộ dân sinh sống và một hộ dân ở thôn 5 vào làm trang trại có khoảng 80-100 nhân khẩu. Thời điểm này, các hộ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre không có ai ở lại trong rừng và đang ở nhà sàn kiên cố tại bản hoặc ở tại địa điểm tránh trú nên đảm bảo an toàn, ông Sánh nói. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên cho hay, ngay khi có thông tin về bão số 4, địa phương chủ động các phương án về phòng chống bão, lũ, ổn định đời sống cho người dân. Đối với bản Rào Tre, chính quyền địa phương đã cấp 15 kg gạo trên một khẩu, dự trữ lương thực cho người dân. Khu vực bản Rào Tre có trạm dân quân y của bộ đội biên phòng nên đến thời điểm hiện tại bà con vẫn an toàn, ổn định đời sống. Chính quyền, lực lượng chức năng lập rào chắn, răng dây cấm đường hoàn toàn tại các khu vực đi vào cầu tràn. Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên của xã khẩn trương triển khai lập các biển cảnh báo, rào chắn, răng dây cấm đường hoàn toàn tại các khu vực đi vào cầu tràn, đồng thời bố trí người trực gác 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động những hộ có nhà ở chưa đảm bảo chủ động di rời đến tránh trú tại những nhà đảm bảo an toàn hoặc đến nhà văn hóa cộng đồng của bản. Tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để ứng phó. Đối với những hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đều đã được vận động di rời đến địa điểm tránh trú an toàn, ông Sánh thông tin. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, thời điểm này lượng mưa trên địa bàn giảm hẳn. Một số điểm ngập cục bộ như Hương Liên khả năng nước sẽ rút vào đêm nay. Đối với một số điểm sạt lở, địa phương đã cảnh báo, tuyên truyền vận động người dân đến nơi an toàn để tránh trú, đề phòng sạt lở ảnh hưởng đến người và tài sản. Những vùng bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở cục bộ, nguy cơ mất an toàn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh huy động lực lượng giúp dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Sáng nay, Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm thông tin, trong đêm qua, địa phương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân những vùng ngập lụt cục bộ, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay, một số nơi trên địa bàn huyện ngập cục bộ, học sinh phải nghỉ học, ông Sâm cho hay. Cụ thể, tại Hương Sơn, đêm qua mưa rất to, tập trung từ 22 giờ đến 23 giờ, 2 giờ đến 5 giờ sáng nay. Trong đêm qua, cấp ủy, chính quyền các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng huy động lực lượng phương tiện tổ chức di rời 12 hộ nguy cơ cao bị ngập lũ, sạt lở đất đến nơi đảm bảo an toàn. Trong đó, xã Sơn Kim 2 có 9 hộ, xã Sơn Hồng 3 hộ.
hiện mực nước sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 12,19m, trên mức báo động 2 là 69cm, ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nông thôn. Học sinh 11 xã, 27 trường trên địa bàn huyện Hương Sơn phải nghỉ học. Ngoài ra hiện nay tại xã Sơn Giang có 123 hộ bị cô lập, mưa lớn khiến quốc lộ 8A bị sạt lở tại các điểm K82-400, K83-500 với lượng đất đá khoảng 1.200 mét khối, hiện chưa thể thông xe. Trước đó, mưa lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn bắt đầu từ 13 giờ chiều qua gây sạt lở quốc lộ 8A tại km 79+500 đoạn qua xã Sơn Kim 1. Ước tính ban đầu, khối lượng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường khoảng 600 mét khối, gây ách tắc giao thông liên tuyến. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã bố trí nhân lực, máy móc để giải phóng số đất đá sạt lở nói trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến vào khoảng 16 giờ. Để ứng phó với mưa lũ, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị địa phương kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lụt, đồng thời phân công lực lượng cắm chốt tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, đặc biệt là chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án khi có lũ lớn xảy ra. Nghệ An, hoàn lưu bão gây mưa kỷ lục trắng đêm ra cố đê. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trong đêm ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa rất to khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, thậm chí đe dọa vỡ đê tại xã Quỳnh Tam. Cụ thể, tại huyện Quỳnh Lưu, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa kỷ lục từ 100 đến 250 mm, có nơi lên đến 300 mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân đã bị ngập, trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào. Theo đó, tại thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn đã làm 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Bên cạnh đó, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt do những khu vực này là vùng trũng tại địa phương. Trong khi đó, tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, mưa to gió lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân cùng trắng đêm đội mưa để ra cố đê. Tại thành phố Vinh, sau trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, nhiều khối đất đá từ núi Dũng Quyết đã đổ ập vào nhà của ông Trương Hải An, số nhà 211 đường Ngô Thị Nhậm, phường Trung Đô. Rất may thời điểm trên không có người trong nhà. Tuy nhiên, nhiều tài sản của gia đình như tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bàn ghế của gia đình đã bị hư hỏng nặng. Tại các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc xảy ra ngập cục bộ, nhiều hộ dân phải di rời trong đêm. Khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh, mưa rất to, nước sông đang lên. Từ nay đến ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng nay, khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay, có nơi trên 170mm như Thanh Mỹ, Nghệ An 329mm, Thanh Hương, Nghệ An 251,2mm, Đà Sơn, Nghệ An 218,6mm, Đô Lương, Nghệ An 195,8mm, Nghi Hải, Nghệ An 186,8mm. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hòa Bình, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên. Các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị có dao động. Sông Vu Gia, Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống. Sông Thu Bồn, Quảng Nam đang dao động ở mức cao. Từ nay đến ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7m, hạ lưu từ 2 đến 3m. Đỉnh lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động 1, báo động 2. Riêng sông Ngàn Phố, Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Quảng Trị, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Quảng Nam, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo chi tiết các khu vực,
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió đông đến đông nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía bắc 26 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Mưa lũ cuốn trôi một người tại Yên Bái. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển từ 1.500 đến 5.000 m nên từ đêm qua đến sáng nay các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, một số nơi cao hơn. Kiên Lao, Trấn Yên 110 mm, Hồng Ca 104 mm, Trấn Thịnh 103,6 mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn, đã có một người chết do bị lũ cuốn. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Đới, sinh năm 1958, trú tại thôn Hải Tâm, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn. Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, ông Đới đi qua suối thôn Hải Tâm thì bị lũ cuốn trôi. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể tại thôn Phào, xã Nghĩa Tâm. Tại huyện Văn Chấn, mưa lũ cuốn trôi một cầu phao tại xã An Lương làm ngập cầu tràn tại tỉnh lộ 173 đoạn Trấn Thịnh đi Đại Lịch. Sạt lở một số tuyến đường giao thông liên thôn, bản tại các xã Trấn Thịnh, Sơn Lương, Sùng Đô. Mưa lũ lớn đã làm thiệt hại 15 nhà, trong đó tốc mái 2 nhà ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Sạt lở ta luy ảnh hưởng 13 nhà, trong đó Văn Chấn 5 nhà, Văn Yên 8 nhà. Trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa lũ làm ảnh hưởng thiệt hại 2,17 hectare lúa, 3,3 hectare ngô đồng, 0,5 hectare quế. Thiên tai làm sạt ta luy dương 1.000 mét khối trên đường tại xã Yên Phú và 300 mét khối đường xã Phong Dụ Hạ. Sạt ta luy dương 1.000 mét khối nhà văn hóa cộng đồng Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân thiệt mạng, lo hậu sự và hỗ trợ theo quy định. Đồng thời kiểm tra, thống kê và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, làm rào chắn và thông báo cho nhân dân không đi lại qua những đoạn đường bị sạt lở. Lũ quét bất ngờ trong đêm, nhấn chìm nhiều tàu cá. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra, hỗ trợ khắc phục sự cố hàng loạt tàu cá bị nhấn chìm tại cảng cá thị xã La Gi do lũ quét về bất ngờ trong đêm. Trước đó, vào 21 giờ đêm qua, lũ quét bất ngờ đổ về khu vực hạ lưu sông Dinh, đoạn chảy qua cửa biển thị xã La Gi. Lũ cuốn trôi nhấn chìm 25 tàu cá của ngư dân và một xà lan neo đậu tại khu vực này.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, những ngày qua ở khu vực đầu nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về hạ lưu sông Dinh nhiều, trùng với thời điểm thủy triều đang xuống khiến dòng nước chảy mạnh nhấn chìm nhiều tàu thuyền. Trong khi đó, do thời điểm này ngư dân tại thị xã La Di không ra khơi đánh bắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng tàu thuyền neo đậu đông khiến nhiều phương tiện không kịp di chuyển tránh lũ. Hiện ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục triển khai lực lượng thống kê thiệt hại, hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố. Khu vực cảng cá La Di đang có khoảng 2.000 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu. Trước tình hình mực nước lũ vẫn còn cao, địa phương đang tiến hành phương án di dời bớt lượng tàu thuyền, tránh nguy cơ sự cố tương tự có thể xảy ra. Thanh Hóa, đi vớt củi, một người đàn ông bị nước cuốn mất tích. Khi đang vớt củi trên sông Âm, người đàn ông ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị nước cuốn trôi mất tích. Chiều nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa, chính quyền địa phương cùng nhân dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi vớt củi trên sông Âm. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin 114 nhận được thông tin về việc anh Lê Văn Ngờ sinh năm 1982, trú xã Nguyễn Ấn, huyện Ngọc Lặc, đi vớt củi trên sông Âm, đoạn chảy qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ chiều nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Ngờ. Còn tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày hôm qua, anh Quách Văn L, sinh năm 1985, trú thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi, chở theo vợ mình là chị Quách Thị Đê, sinh năm 1984, đi trên tuyến đường liên xã từ thôn Bái Đa 1 về nhà. Khi đi qua tràn nước ở thôn Bái Hưng thì cả hai vợ chồng cùng xe máy bị nước lớn cuốn trôi xuống suối. Do biết bơi nên anh L bơi được vào bờ, còn vợ anh cùng xe máy bị nước cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng nhân dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, nước suối chảy xiết. Đến 1 giờ 30 phút sáng nay, thi thể chị Đê được tìm thấy. Lực lượng chức năng đã làm các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Cùng vật tối qua tại Thanh Hóa, hai vợ chồng khi đi qua đường tràn bị lũ cuốn trôi, chồng thoát nạn, vợ tử vong. Chập tối, hai vợ chồng ở Thanh Hóa cố đi qua đường tràn để trở về nhà nhưng không may bị lũ cuốn trôi. Người chồng đã bơi kịp vào bờ nên sống sót, còn người vợ đã bị đuối nước tử vong. Nước dâng cao, gần 200 hộ dân của một thôn ở Thanh Hóa bị cô lập. Nước sông dâng cao cùng với hồ Yên Mỹ xả lũ đã khiến gần 200 hộ dân của một thôn ở Thanh Hóa bị cô lập, chia cắt. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều qua, tại thôn Kén, xã Tự Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang bị nước dâng cao cô lập, chia cắt với bên ngoài. Học sinh nơi đây cũng phải nghỉ học ở nhà. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều qua, tại thôn Kén, xã Tự Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang bị nước dâng cao cô lập, chia cắt với bên ngoài. Học sinh nơi đây cũng phải nghỉ học ở nhà. Nước dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều gia đình phải dùng thuyền di chuyển đồ đạc lên cao hơn. Biển nước mênh mông chảy vào nhà dân và nước vẫn đang tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều gia đình trong thôn đã phải sử dụng thuyền bằng tôn làm phương tiện để di chuyển. Tuyến đường bê tông dẫn từ đường lớn vào thôn cũng ngập sâu trong biển nước, cao gần 1 mét. Lượng nước lớn chảy vào nhà khiến người dân phải dùng cánh cửa để chặn lại. Nhiều gia đình đưa gia súc lên cao để tránh bị ngập. Một xưởng may trong thôn bị nước ngập sâu nên mọi công việc phải tạm dừng lại. Người dân trong thôn đi làm về phải gửi xe máy ở bên ngoài để lội bộ về nhà. Ông Thái Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cho biết, thôn Kén có 172 hộ dân với 748 nhân khẩu đang bị cô lập, chia cắt với bên ngoài do nước dâng cao. Ngoài ra, còn một số hộ ở khu vực thấp của thôn Bồng Sơn, Cát Vinh cũng bị nước ngập vào nhà. Hiện nay, chính quyền xã Tượng Sơn vẫn đang bố trí lực lượng túc trực để hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực nước dâng cao. Do mưa to nhiều ngày nên mực nước ở hồ Yên Mỹ dâng cao, vì vậy việc hồ Yên Mỹ xả lũ cũng khiến cho nhiều hộ dân sống quanh khu vực của huyện Nông Cống, thị xã Nghi Sơn bị nước dâng vào nhà, ngập hết cả hoa màu. Khả năng xuất hiện hai xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong tháng 10 năm 2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 10 năm 2022 có khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10 năm 2022. Tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 15 đến 25%. Khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ phổ biến từ 20 đến 50%. Riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa sấp xỉ trung bình nhiều năm. Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 5 đến 40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực Hồ Hòa Bình. Trên sông Gâm, dòng chảy đến Hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 đến 20%. Trên sông Chảy, dòng chảy đến Hồ Thác Bà sấp xỉ trung bình nhiều năm. Trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10 đến 20%. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3 có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ, đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức sấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 25%. Đỉnh lũ năm 2022 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1 khả năng xuất hiện vào giữa hoặc nửa cuối tháng 10. Trong tháng 10, tại khu vực ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện 2 đợt chiều cường. Riêng đợt chiều cường thứ 2, độ cao mực nước tại trạm Hải Văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian chiều cường trùng với kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng nhiều hình thức vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối đối với người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao để xảy ra lũ quét sạt lở đất. Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Cần tìm hiểu thêm về những thiên tai trong khu vực mình sinh sống, nhờ xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất, lụt. Người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang thiết bị cần thiết cho phòng tránh thiên tai khi có cảnh báo. Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã có 2 người chết và mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn sập. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, trận mưa rất lớn từ đêm qua đến sáng nay đã gây ra trận lũ quét rất mạnh tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, giao thông tê liệt, mất điện toàn huyện. Trụ sở các cơ quan nhà nước, các ngành chức năng cũng bị nước nhấn chìm. Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu tràn Sơn Hà, xã Tà Cạ. Địa điểm lũ quét cách thành phố Vinh gần 300 km, công tác tiếp cận từ tuyến đường quốc lộ 7A đang bị ách tắc, sạt lở đất ở địa phận qua dốc chó. Huyện Con Cuông sau nhiều ngày vẫn chưa thông tuyến. Sáng nay, ông Thỏ Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn đã xảy ra trận lũ quét rất lớn. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng nay, lũ quét lớn bất ngờ xuất hiện trên suối Hồi Giảng từ xã Tây Sơn đổ về khu vực xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén với quy mô lớn. Trận lũ ống cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân. Tại địa bàn khối 1 thị trấn Mường Xén, nước lũ dâng cao, nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn rất lớn. Chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà và một số xe ô tô bị lũ cuốn về, hiện chưa thể thống kê được thiệt hại. Công tác chỉ đạo cũng gặp nhiều khó khăn do lũ chia cắt. Thông tin liên lạc
lạc đến các xã bị gián đoạn. Thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, lũ quét xảy ra từ rạng sáng khiến một người chết, một người mất tích, 15 nhà dân bị sập, làm ngập 50 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn và thị trấn Mường Xén. Nhiều tài sản, xe cộ bị cuốn đi. Lãnh đạo địa phương đã sơ tán 25 người dân tại thị trấn Mường Xén đến nơi an toàn. Một số địa bàn đang bị cô lập, không thể tiếp cận được vì nước lũ chảy xiết. Tình hình rất nguy hiểm và phức tạp. Một số hình ảnh lũ ống lũ quét xảy ra tại xã Tây Sơn, xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn do Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn và người dân cung cấp. Nước lũ cuồn cuộn đổ về thị trấn Mường Xén. Người dân địa phương cho biết chưa từng thấy trận lũ nào kinh hoàng trong vòng hàng chục năm qua. Tài sản và nhiều xe cộ bị ngâm trong nước lũ. Lũ quét dữ dội, dai dẳng diễn ra từ lúc rạng sáng. Trận lũ đã làm ngập đường và nhiều nhà dân đã bị lũ làm đổ sập và bị nhấn chìm trong bùn đất. Đầu giờ chiều nay, ông Vi Hòe, bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết nước lũ sạt lở đất vẫn đang gây chia cắt hoàn toàn địa bàn hai xã Tà Cạ và Tây Sơn. Chính quyền địa phương đang phát huy phương châm 4 tại chỗ khẩn trương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai lũ quét. Trước đó, sáng cùng ngày trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn xuất hiện lũ ống lũ quét trên con suối Hồi Giả đổ về với lưu lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, lũ đã làm chết một người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ và một người mất tích, làm đổ sập cuốn trôi 15 ngôi nhà của người nông dân ở xã Tà Cạ và địa bàn thị trấn Mường Xén. Mưa lũ gây ngập lụt tại các cơ quan, trung tâm chính trị, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nhà công vụ, ủy ban nhân dân huyện, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội thi hành án huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn. Mưa lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân. Mưa lũ cũng đã làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Từ quốc lộ 7 nối thị trấn Mường Xén với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị sạt lở ta luy dương, làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ trên 966 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trận lũ quét xảy ra rạng sáng nay khiến một người chết. Nạn nhân là cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do sập nhà. Trận lũ quét còn làm ít nhất 15 nhà dân ở xã Tà Cạ bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập. Trận lũ quét còn cuốn trôi rất nhiều tài sản của người dân địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Tà Cạ, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi hư hỏng, lũ rút đến đâu để lại lớp bùn dày lớp đến đó. Các loại gỗ tạp, rác thải nằm vương vãi khắp nơi. Hiện mưa đã ngớt, nước lũ đã rút, chính quyền đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất đá do lũ gây ra. Thiệt hại hiện chưa thể thống kê, ông Minh nói. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn gây lũ ống lũ quét và làm ngập cục bộ các nhà dân ở các xã Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ. Trong đó, bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ với gần 1.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Kỳ Sơn là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 300 km. Hàng năm vào mùa mưa lũ, địa phương này thường xảy ra lũ quét. Trận lũ quét lần này được đánh giá có sức tàn phá kinh hoàng nhất trong vòng mấy chục năm gần đây ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang đang tìm cách tiếp cận các địa phương bị cô lập nhưng gặp nhiều khó khăn do nước trên sông suối vẫn lớn và sạt lở đất vẫn rất phức tạp. Lũ quét tàn phá địa bàn xã Tà Cạ, nhiều nhà dân ở bản Hòa Sơn bị lũ cuốn đổ sập. Lũ quét cũng gây thiệt hại lớn tại một số cơ quan hành chính công của huyện biên giới. Cán bộ ban chỉ huy huyện đội Kỳ Sơn bám địa bàn cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ quét. Nhiều tài sản bị chìm trong đất đá, nước lũ vẫn chia cắt xã Tà Cạ và Tây Sơn. Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng vì lũ quét. Chính quyền địa phương đang bắt đầu khắc phục thiệt hại tại những khu vực nước đã rút. Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do lũ ống cuốn theo quá nhiều bùn lầy. Những ngày qua, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão Noru trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200 mm. Đến rạng sáng nay, nước lũ chảy xiết cuốn trôi một số ô tô của người dân, nhiều nhà bị đổ sập. Trận lũ xảy ra bất ngờ nên một số người dân phải trèo lên mái nhà để thoát thân. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Người dân kinh hoàng nhớ lại giây phút lũ quét phá nát bản làng.
Thưa quý vị, trận lũ ống lũ quét xảy ra vào nửa đêm khiến người dân không kịp trở tay, chỉ có may mắn mới giúp được người thoát khỏi tử thần. Chiều nay nước lũ đã giảm, nhưng các tuyến đường tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đi lại vô cùng khó khăn vì ngập và sạt lở sau trận lũ quét vào rạng sáng. Anh Sồng Bá Cha, người dân ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ kể, những ngày trước trời mưa liên tục, đặc biệt đêm qua thì trời mưa khủng khiếp, nhưng chúng tôi không nghĩ là xuất hiện lũ quét như vậy. Lũ về trong đêm, khoảng 1 giờ sáng, cả gia đình đang say giấc bỗng nghe tiếng động lớn ầm ầm, vội mở cửa ra thì thấy nước cuốn theo đất đá, cây cối chảy cuồn cuộn trước cửa. Rất may là ngôi nhà của gia đình anh Sồng Bá Cha nằm ở chỗ cao nên không bị ảnh hưởng, nhưng toàn bộ sân vườn thì đã bị nước cuốn trôi. Sáng nay, anh Sồng Bá Cha tích cực hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn bởi một số nhà bị bùn đất vùi lấp quá dày. Lũ về như vậy thì chỉ có may mắn mới thoát chết. Đối với những ngôi nhà và tài sản đã bị nước lũ cuốn trôi thì xem như mất, còn lại những nhà bị nghiêng hư hỏng thì bà con trong bản hỗ trợ dựng lại, dọn dẹp bùn đất, lau chùi đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Anh Sồng Bá Cha chia sẻ. Ông Vi Văn May ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cho hay, gia đình ông sinh sống ở đây hơn 40 năm nhưng chưa thấy trận lũ ống lũ quét nào kinh hoàng như thế. Cơn lũ dữ đã cuốn đi rất nhiều tài sản của bà con trong bản. Dù nhìn thấy tài sản trôi theo dòng nước bùn nhưng ai nấy đều bất lực trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Giờ nước rút dần, bà con bảo nhau chung tay hỗ trợ vượt qua khó khăn. Ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Cạ cho biết, qua thống kê ban đầu, có 13 căn nhà bị trôi hoàn toàn, 19 nhà bị sạt lở, 3 ao cá bị trôi hết hoàn toàn. Trận lũ xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn đã cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà. Cháu bé bị lũ cuốn trôi là Mùa Ngọc Trờ, con của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình. Căn nhà của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình bị cuốn trôi hoàn toàn, ông Mằn nói. Trận lũ ống lũ quét đột ngột để lại hậu quả kinh hoàng đối với người dân xã Tà Cạ. Trước mắt bà con trong bản đến từng nhà bị thiệt hại hỗ trợ chằng chống lại nhà cửa, thu dọn đất đá, cho nhà vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt. Những gia đình thiếu lương thực, thực phẩm được bà con chia sẻ giúp đỡ. Ông Thỏ Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, trong ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông. Huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương trong công tác khắc phục và tiếp tục thống kê những con số thiệt hại do lũ ống lũ quét gây ra, ông Rê nói. Trưa nay, trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Nguyễn Việt Phương, trưởng văn phòng đại diện chi cục quản lý đường bộ 2, cho biết đơn vị vẫn đang huy động thêm phương tiện máy móc để thông tuyến quốc lộ 7A đoạn qua km 110 350. Hiện tại đã có 3 máy múc loại lớn đang làm việc, đơn vị đang huy động thêm 2 máy nữa khẩn trương san gạt, hốt dọn đất đá sạt lở xuống đường để thông đường sớm nhất. Tuy nhiên, theo ông Phương, do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến khối lượng đất đá sạt lở xuống đây rất lớn, ước khoảng 2.500 mét khối. Trong khi đó, hiện tại ở đây trời đang mưa to. Chưa kể đất đá ngấm mưa lâu ngày, nguy cơ sạt lở cao, anh em công nhân chỉ làm việc được ở bên ngoài, bên trong vì không đảm bảo an toàn nên chưa thể tiếp cận để triển khai làm việc. Đơn vị đang khắc phục mọi khó khăn thông đường sớm nhất để hết đêm nay các lực lượng tăng cường có thể lên với bà con vùng lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn, ông Phương cho biết thêm. Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 7A bị sạt lở, mới nhất là đoạn km 207-400 và km 110-350. Sau khi nhận được thông tin, chi cục đã huy động xe máy đến các vị trí để khẩn trương thông đường. Hiện tại, vị trí km 207-400 các phương tiện có thể đi qua, còn đoạn km 110-350 thì vẫn đang được các công nhân khẩn trương thi công. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi công điện số 26, phát lệnh báo động 1 trên sông Bưởi. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 10, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là cộng 9,45m, dưới báo động 1 0,55m. Theo tin cảnh báo lũ trên sông Bưởi của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa,
Tại văn bản số 73, dự báo mực nước sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động 1 vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ tối nay. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động 1 trên sông Bưởi, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, cống, dưới đê trên địa bàn, chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu giờ. Thông tin báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 2 giờ sáng, lũ ùn đổ về kéo dài suốt một ngày, nhiều nhà dân trở tay không kịp, ngậm ngùi nhìn tài sản chôn chặt dưới lớp bùn đặc. Năm trước lũ cuốn đi đàn lợn, năm nay thì mấy ao cá, gà, may mắn đàn dê, nai vẫn sống sót, nhưng số nợ 50 triệu đầu tư không biết bao giờ mới trả được. Bà Hoàng Thị Linh, 60 tuổi, xóm 13, xã Quỳnh Lâm, Nghệ An, thất thần nhìn trang trại gần 1 hecta chìm trong dòng nước đục ngầu. Mưa lớn sau bão Noru lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Yên Thành, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn có mưa lớn kéo dài cùng nước lũ thượng nguồn đổ về, khiến các khu dân cư bị lũ cuốn trôi chìm trong nước. Bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn chìm trong nước lũ. Địa phương này vừa phải hứng chịu trận lũ quét xảy ra. Trận lũ quét lần này được đánh giá có sức tàn phá kinh hoàng nhất trong vòng mấy chục năm gần đây ở địa phương. Cả nhà anh Nguyễn Đức Hải, chủ một tiệm sửa xe máy ở huyện Kỳ Sơn, đang ngủ thì nghe tiếng mọi người hô hoán nên vợ chồng chỉ kịp bế theo đứa con và mang giấy tờ, chạy ra cửa sau để sang nhà hàng xóm thoát thân. Giờ trở về nhà nhìn cảnh này tôi không dám ước tính thiệt hại nữa. Anh Hải lo lắng đứng trước những chiếc xe chưa kịp sửa cho khách đang kẹt chặt trong bùn đất khi về đến nhà. Người dân địa phương kể lại lũ chảy cuồn cuộn kéo dài suốt một ngày, mang theo bùn đất bít hết lối đi. Hàng chục nhà dân bị chìm trong bùn đổ vỡ cuốn trôi. Cùng thời gian nước lũ đổ về thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An quá nhanh khiến một cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do bị lũ cuốn trôi. Ít nhất 13 người dân bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập. Theo thống kê chưa đầy đủ của chính quyền, thiệt hại do mưa lũ khiến 13 nhà bị trôi, 50 nhà bị ngập, 19 hộ bị sạt lở và 3 nhà kiên cố bị sạt hoàn toàn. Hai xã Tây Sơn và Tà Cạ bị cô lập, trong đó bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ với gần 1.000 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Cũng trong 3 ngày này, nước lũ dâng cao cũng khiến cuộc sống của hơn 2.700 hộ dân tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề. Theo người dân, mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ khiến lũ lên nhanh trong đêm. Người dân dù đã đề phòng di chuyển đồ lên cao, song vẫn thiệt hại nhiều tài sản. Đàn gà đã chết gần 200 con, giờ ngấm nước cứ thế chết dần, chết mòn, không biết rồi lấy đâu ra trả nợ. Chị Nguyễn Thị Thoa, thôn 13, xã Quỳnh Lâm xót xa nói, gia đình chị đã vay 100 triệu đầu tư nuôi hơn 600 con gà đẻ trứng, chưa bán được quả trứng nào, mưa lũ đã đổ về khiến gia đình có nguy cơ trắng tay. Cạnh nhà chị Thoa, bà Phạm Thị Phúc, 62 tuổi, đang mong nước lũ sớm rút để phơi lại số lúa đang ngập chìm trong nước lũ. 2 giờ sáng, lũ ùn đổ về, hai vợ chồng cố gắng khiêng lúa lên cao ráo nhưng không kịp. Hàng chục bao tải lúa dưới nhà kho vẫn chìm trong lũ, bà Phúc nói. Trong công cuộc khắc phục sau lũ, bà Hoàng Thị Linh đang cùng các con tranh thủ hái đu đủ, ổi, dưa về bán gỡ vốn. Đau đáu nghĩ về số nợ 50 triệu đầu tư không biết bao giờ mới trả được sau mỗi cơn lũ thế này. Đối với người dân huyện Kỳ Sơn, đây là lần đầu họ chứng kiến cảnh lũ quét kinh hoàng như vừa qua. Chỗ tôi ở hiếm khi ngập, hơn 20 năm qua bao đợt bão lũ, đây là lần đầu tôi thấy nước ngập hết sân nhà. Chị Trần Nga, nhà tại ngoại thành thành phố Vinh, Nghệ An, sống ở địa phương không bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Đây cũng không phải lần đầu chị Trần Nga trải qua lũ lụt, nhưng lần này đối với chị thật sự lo lắng. Ở chỗ tôi mới chỉ ảnh hưởng hoàn lưu đã như thế này, người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp thiệt hại nặng mức nào, chắc họ phải làm việc nhiều năm mới đủ khắc phục thiệt hại. Chị Nga chia sẻ, lũ bắt đầu chảy về Nghệ An,
chị Trần Nga kể khoảng 23 giờ trở đi, mưa lớn khủng khiếp, gần 0 giờ gia đình chị tỉnh dậy, nước đã ngập nửa bánh xe. Cả nhà vội thu vén đồ đạc, sợ qua đêm không trở tay kịp. Lượng mưa lớn nên cống thoát nước không kịp, cũng may mương rãnh ở khu nhà tôi khá tốt nên nước rút sau đó khoảng 30 phút. Nhiều chỗ rút chậm hơn, đi lại khó khăn hơn, chị Nga kể. Còn tại huyện Quỳnh Lưu, gần 21 giờ qua camera, Ngọc Tuấn 22 tuổi thấy bố mẹ ráo rác nhờ hàng xóm kê đồ và lùa đàn lợn lên cao. Lúc đấy chỉ sợ nửa đêm mưa liên tục thì không biết nhờ ai. Hôm qua là đêm khó ngủ của gia đình, Tuấn nói. Bố mẹ bảo mưa to từ 15 giờ, mưa liên tục mấy giờ đồng hồ không ngớt tí nào, nước dâng nhanh, không ai nghĩ là khu này sẽ ngập vì địa hình cao hơn nơi khác, Tuấn kể lại. Ngọc Tuấn cho biết mấy năm trước ở khu vực gia đình anh sinh sống không ngập nặng như năm nay, đây là lần đầu có mưa lớn mà nước lên nhanh như vậy. Xóm tôi hầu như nhà nào cũng bị nước tràn vào, ngay cả nhà cao nhất xóm ở gần núi cũng bị ngập, còn mấy chỗ thấp hơn thì ngập sâu hơn, Tuấn nói. Thời điểm mưa lớn, Tuấn cách quê nhà khoảng 60 km, chàng trai trẻ muốn về để phụ gia đình ứng phó nước lũ nhưng không thể vì có nhiều đoạn đường bị ngập sâu, xe không đi qua được. Anh ngồi cả đêm theo dõi nhà mình qua camera. Chỗ nhà tôi nằm trong khu vực đang xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Đường mương tiêu nước đang bị ngổn ngang, đất đá chặn nên nước không rút kịp, Tuấn cho hay thêm. Theo chàng trai quê Quỳnh Lưu, các năm qua ở khu vực nhà anh chưa có tình trạng nước ngập qua mái nhà. Người dân có gì ăn nấy, hàng xóm chia nhau thực phẩm, đồ dùng, đợi vài ngày nước rút rồi trở về cuộc sống bình thường. Sau trận lũ lịch sử gần quét, nhà dân ở Nghệ An trơ trọi vài viên gạch. Lạ người bên đống đổ nát, từng là nơi đầm ấm của cả nhà, mặt chị Hương đỏ au, lâu lâu chị lại dùng tay áo chùi đi giọt lệ lăn dài trên má. Một ngày sau trận lũ, người dân tại xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trở về sau đêm dài mệt mỏi. Ngôi nhà của họ giờ chỉ còn lại mấy tấm gạch lát, ai nấy nước mắt rưng rưng. Nhà chỉ sót lại tấm gạch lát. Một ngày trú tại nơi di tản tập trung sau khi lũ càn quét có lẽ là khoảng thời gian dài nhất, buồn nhất của chị Phan Thị Hương, bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Lũ ống điên cuồng lấy đi toàn bộ tài sản gia đình chị tích góp. Đứng bên mấy tấm gạch lát nhà còn sót lại, chị Hương không dám nghĩ đây từng là tổ ấm của mình. Lũ về hai lần, một lần lúc rạng sáng và lần sau khoảng 7 giờ, cả gia đình vừa bỏ chạy ra đến cổng thì nước lũ bắt đầu ập xuống, đất cát, cây gỗ, xác rưởi xâm chiếm cả căn nhà to đùng, thế mà lũ quét qua một lúc chỉ còn lại mớ đổ nát, chỉ chậm ít phút có khi cả người cũng không còn. Châu bỏ lợn gà trôi đi hết không còn một thứ gì. Lúc đó chị biết ôm con khóc, lũ quá kinh khủng chúng tôi không kịp trở tay, chị Hương rưng rưng. Ở vùng miền núi khó khăn như xã Tả Cạ vất vả quanh năm mới có thể xây được một ngôi nhà cấp 4 nhỏ. Nhưng chỉ sau có một trận mưa lũ, thứ sót lại chỉ là bùn đất và đá. Không biết từ giờ lấy gì để ăn đây, mất hết rồi, chị Hương nói. Ngược bản Hòa Sơn một đoạn, cạnh bên lạch nước đục ngầu đang chảy là ngôi nhà của bà Ngân Thị Tâm, 71 tuổi. Ngôi nhà bà Tâm nay siêu vẹo, chỉ còn các cột trụ và một ít mái ngói. Bà Tâm loay hoay trong ngôi nhà, giờ chỉ còn một nửa, nhặt lại những đồ vật sinh hoạt trộn lẫn bùn đất. Lâu lâu bà lại ngoái ra dòng nước lũ, xem có thứ gì bị trôi đi không. Lau đi dòng nước mắt, bà Tâm kể, 7 giờ sáng hôm qua, đất đá theo dòng nước từ đâu ập về, đồ đạc trôi hết không kịp nhặt lấy thứ gì. Thấy mưa lớn từ đêm tới sáng, tôi không ngủ được. Khi trời sáng, vừa nhìn rõ mặt người thì nước đục ngầu chảy về, nhưng chưa dữ dội. Khoảng 20 phút sau thì đất đá lăn ầm ầm, cây lớn cũng đổ bật gốc. Từng chứng kiến nhiều cơn lũ kinh hoàng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy lũ nhanh như vậy. Tất cả trôi hết theo dòng lũ, nhà vùng trũng nên tôi không kịp đưa theo thứ gì. Bà Tâm nức nở. Cách đó khoảng 50 m, nhà của hai người con trai bà Tâm cũng bị cơn lũ san bằng, chỉ còn lại một số vách tường. Cơn lũ lạ.
Nỗi sợ hãi kèm theo lo lắng chưa bớt đi trên khuôn mặt của người đàn ông chạc tuổi 40, nhìn lại đống đất đá vạ lạc trên ngôi nhà mình, anh Lô Văn Sơn, bản Hòa Sơn, xã Cả Tạ, đau thắt ruột. Đứng thất thần dưới dòng nước lũ ngang đến đầu gối, anh Sơn đỏ hoe mắt kể rằng, sáng sớm ngày 2 tháng 10 lũ chảy về, lúc đầu nó vẫn như nước đục, có một ít cây cối cuốn theo rất bình thường, thế nhưng cơn lũ này rất lạ, tảng đá cả tấn nó cũng cuốn theo được. Cây lớn gần một người ôm cũng bị quật đổ. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã có 2 đợt lũ ập về. Cơn đầu tiên như dọn đường cho cơn thứ 2, nhà cửa, chuồng trại đều bị cuốn đi hết. Anh Sơn nhớ lại. Chưa đợi chúng tôi hỏi thêm câu nữa, anh Sơn đã vội vàng chui vào trong ngôi nhà sập sệ của mình, hai tay bê những viên đá lớn bỏ sang một bên để lục tìm những thứ còn sót lại. Tại bản Hòa Sơn, rất nhiều ngôi nhà bị đổ sập, chỉ còn sót lại vài tấm gạch lát hoặc bức tường xi măng. Con đường mọi ngày giờ bùn ngập lên đến đầu gối. Khe Hồi Giảng, vốn hiền hòa, nay lộ thiên nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang. Trở về sau đêm dài tránh lũ ở nhà người quen, bà Vư A Lì, xã Mường Tiếp, không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến ngôi nhà gần 20 năm nay đã bị cơn lũ tàn phá. Tường đổ, mái nhà ập xuống đất, đá từng tảng nằm chênh anh giữa nhà là những gì còn sót lại sau trận lũ điên cuồng. Từ khi lấy chồng về làm dâu ở xã Mường Tiếp đến nay đã ngót nghét 40 năm, đây là lần đầu tiên bà Lì chứng kiến cơn lũ khủng khiếp như vậy. Bới tung lớp bùn đất, bà Lì hy vọng sẽ tìm thấy một ít đồ dùng còn sót lại để sử dụng được. Ấy thế nhưng điều đó cũng khó khăn và mịt mờ như những ngày tháng sau này của hàng trăm hộ dân nơi đây. Trước đó trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm. Rạng sáng ngày 2 tháng 10, một trận lũ quét kinh hoàng ập về khiến người dân không kịp trở tay. Trận lũ ống kinh hoàng đã khiến 15 ngôi nhà ở các bản Bình Sơn, Cầu Tám, Hòa Sơn bị đổ sập và cuốn trôi. Đáng buồn hơn hết, một bé trai 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Cả Tạ bị nước lũ cuốn và tử vong. Tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn ở Nghệ An. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Cả Tạ bị cô lập. Lực lượng chức năng đang nỗ lực trong công tác cứu hộ. Thi thể cháu Cờ 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, Tà Cạ đã được tìm thấy. Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 10 đã làm chết 1 người, 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, 2 ô tô bị lũ cuốn đi, 10 ô tô bị bùn đất chôn vùi. Nước lũ cơ bản đã rút tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Khung cảnh hoang tàn đổ nát là những gì còn sót lại sau trận lũ ống lịch sử. Tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, Nghệ An, hàng nghìn chiến sĩ công an, quân đội, cán bộ địa phương, dân quân tự vệ cùng nhau đào xới bùn đất, dựng lại nhà cửa, tìm kiếm tài sản sau khi bị lũ chôn lấp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Vi Thị Quyên cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn còn 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ bị chia cắt, công tác tiếp cận rất khó khăn. Lũ quét ở Nghệ An khiến 5-6 nhà bị cuốn trôi, nhiều người tay trắng sau một đêm. Trận lũ quét kinh hoàng qua huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An làm một người chết, 56 nhà dân bị cuốn trôi, hàng chục điểm sạt lở. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra đợt mưa dông lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng tại địa phương. Lũ lớn khiến cho bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cuốn trôi đã tìm thấy thi thể. 56 nhà bị lũ cuốn trôi sập hoàn toàn, trong đó 55 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và một nhà ở thị trấn Mường Xén. Mưa lũ làm 141 nhà bị ngập, sạt lở gây hư hỏng nặng, 45 ngôi nhà của người dân thị trấn Mường Xén bị ngập, 45 nhà phải di rời khẩn cấp, 2 ô tô của người dân bị lũ cuốn trôi, trong đó 1 ô tô được cứu vớt, 10 ô tô khác bị ngập. Các cơ quan như Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội thi hành án huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện bị ngập sâu trong nước, tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn có nhiều điểm sạt lở, trong đó 4 điểm sạt lở rất nặng, các loại phương tiện không qua lại được. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn sạt lở trên 10 điểm, hiện tại không thể lưu thông.
Mưa lũ gây sạt lở tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Hiện tại đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Đến thời điểm hiện nay, mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Mưa lũ làm sập hoàn toàn nhà làm việc của công an xã Tà Cạ. Hiện nay, các nhà dân bị ngập nước đã rút, để lại bộn bề ngổn ngang đất đá lấp đầy nền nhà, sân vườn và những nơi khác. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng công an huyện, huyện đội, công an tỉnh, quân khu 4 tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cũng trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông, tập trung lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại. Chung tay giúp dân sau lũ dữ ở Nghệ An, chính quyền Nghệ An và người dân cả nước đang cùng chung tay hỗ trợ người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, nơi vừa trải qua cơn lũ ống gây thiệt hại nặng nề. Sau 2 ngày xảy ra lũ quét qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Hà Tĩnh, nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về cuồn cuộn, cô lập bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Tài sản cả đời dành dụm bị lũ cuốn. Người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ. Trong ngày 3 tháng 10, thi thể bé Mùa Ngọc Châu, 4 tháng tuổi, tại bản Sơn Hà bị nước cuốn mất tích đã được tìm thấy. Chị và Y Dở, 19 tuổi, mẹ bé Châu nghẹn ngào: "Lũ lên nhanh quá, tôi không kịp cứu con gái." Ông Mùa Bá Chủ, chú chồng của chị Dở, nhớ lại: "Chúng tôi nghe tiếng nước từ trên cao, đá như va nhau ở dưới suối." Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. "Tôi hô to để mọi người lao ra khỏi nhà, chạy lên đồi cao tránh bom nước từ trên cao ào xuống. Chỉ khoảng 3 đến 4 giây nước đã ào qua, tôi thấy lũ cuốn cháu Châu đó nhưng không kịp." Ông chủ buồn bã. Con trai ông chủ là cháu Mùa Chí Mùa, 11 tuổi, cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn vướng vào cây cao nên sống sót. Chị Nguyễn Thị Hải, chú tại xã Tà Cạ, nói trong nước mắt: "Hai vợ chồng chị chỉ kịp ôm hai con chạy lên đồi, rồi đi sang nhà dân ở khu cao hơn ở nhờ. Giờ toàn bộ nhà cửa tài sản tan hoang hết rồi." Lũ ống lũ quét qua xã Tà Cạ rồi tiếp tục đổ về thị trấn Mường Xén khiến nhiều người không kịp trở tay. Ô tô, xe máy, nhiều tài sản và cả những ngôi nhà bên sông suối bị cuốn trôi. Hàng trăm người dân thị trấn Mường Xén sống bên dòng sông Nậm Nơn chỉ kịp tháo chạy thoát thân nhưng tài sản nhà cửa bị hư hỏng. Bản làng tan hoang, công sở, sân trường, hàng trăm nhà dân bùn đất dày cả mét chưa thể dọn hết. Có khu vực bị bùn ngập sâu hơn 2 mét. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, địa phương đang cùng các lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhanh nhất cho người dân vùng tâm lũ. "Dù khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để người dân đói, rét và nhất là đảm bảo an toàn cho người dân đang bị cô lập." Để nhanh chóng giúp người dân gượng dậy sau lũ, huyện cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cấp ngành kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương, người dân vượt qua thiên tai. Ông Minh thông tin thêm, giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Trong cơn hoạn nạn, bà con nơi đây đã mở cửa cưu mang giúp những gia đình bị trôi nhà, bùn ngập chưa thể dọn dẹp. Anh Thò Lầu, chú tại xã Tả Cạ nói, bà con chúng tôi chia sẻ cho nhau có gì ăn nấy rồi đi giúp những nhà bị sập, hư hỏng để cùng dựng lại nhà. Sau khi nước rút, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn thể đã tăng cường thêm lực lượng về huyện Kỳ Sơn giúp dọn dẹp bùn, sớm ổn định đời sống của người dân. Từng khối bùn cao cả mét trên quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Kỳ Sơn đã được dọn đi để thông đường lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sang Lào. Đường thông, những chiếc xe của các đoàn thiện nguyện mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh mang theo lương thực, thực phẩm tiến lên thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Lực lượng chức năng và tình nguyện viên dựng cầu khỉ bắc qua dòng suối lũ để vào bản Sơn Hà đang bị chia cắt 3 ngày nay, tiếp cận người dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm, gạo, mì ăn liền, thực phẩm và tiền hỗ trợ ban đầu đã được trao tận tay người dân bị thiệt hại sau lũ ở bản Sơn Hà. Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ y tế lên Kỳ Sơn cấp phát thuốc khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. Cảnh tan hoang chưa từng thấy ở Kỳ Sơn sau trận đại hồng thủy.
lũ ống lũ quét đã tàn phá khủng khiếp xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Người dân nơi đây đang oằn mình vượt qua. Từ thị trấn Mường Xén đến xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, nước lũ đã rút dần, để lại khung cảnh tan hoang chưa từng thấy. Quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương và người dân đang cùng chung tay khắc phục hậu quả. Đường từ thị trấn Mường Xén vào bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, nước lũ vẫn đang chảy xiết, lượng bùn đất kéo về rất lớn, chất cao như núi, nơi thấp từ 50-70cm, nơi cao lên đến gần 2m, hàng trăm ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi, nhiều cơ quan hành chính cấp huyện, nhà dân, ký ốt bị cây cối, đất đá luồn vào và vây quanh, khiến việc tiếp cận và cứu vớt tài sản ở phía trong gặp nhiều khó khăn. Giao thông tê liệt, mất điện, nước, cuộc sống vốn khó khăn nay chồng chất khó khăn. Những người dân có nhà bị cuốn trôi, bị ngập không thể ở được đã sắp xếp ở ghép với những gia đình ở các nơi cao giáo và sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 10 chiếc xe máy của gia đình và khách hàng đều bị chôn vùi trong bùn, nhiều chiếc hư hỏng hoàn toàn, một số máy móc cũng bị cuốn trôi, biết lấy gì mà đền cho khách đây. Anh Nguyễn Viết Thải, chú khối 1, thị trấn Mường Xén than thở. Khu trọ tập thể của cán bộ viên chức huyện lũ quét đi qua đã cuốn đi toàn bộ tài sản của 14 hộ gia đình ở tầng 1. Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Phong Lan sinh năm 1981 cho biết lũ lên, gia đình đã chủ động đưa hai xe máy lên gửi ở vị trí cao giáo. Nhưng thật không ngờ, lũ về như thác, hai chiếc xe máy gần 100 triệu đồng bị cuốn trôi. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Lũ từ ba phía đổ vào cuốn trôi từ trong phòng, trôi dọc hành lang. Rất may hôm đó chồng tôi túm tóc kéo vào, đưa lên tầng 2 khu trọ mới thoát chết, chị Lan nhớ lại. Tại bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, nhiều ngôi nhà bị sập, chỉ còn sót lại nền móng hoặc vài tấm lợp xi măng. Con đường giờ ngập lên đến đầu gối, khe hồi giảng, vốn hiền hòa, nay lộ thiên nhiều tảng đá lớn, nhỏ nằm ngổn ngang. Đập tràn Hòa Sơn bắc qua khe hồi giảng nay đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Để qua được bên kia khe, lực lượng chức năng đã phải bắc tạm cầu tre. Thiên tai xảy ra là điều không ai mong muốn. Điều mà những người dân nơi đây mong mỏi nhất là nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn lũ để trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Sáng nay, gần 400 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng hàng trăm người dân chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả. Và chưa bao giờ người dân ở miền núi huyện Kỳ Sơn đang phải gồng mình chịu đựng những hậu quả khôn lường. Hiện bản Sơn Hà, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn sạt lở đất dọc đường nhiều điểm. Do vậy, công tác tiếp cận đến với bản này đang gặp rất nhiều khó khăn. Trưởng bản lăn xả giữa dòng thác lũ cứu 10 người mắc kẹt. Trận lũ quét kinh hoàng ở xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến cho chính quyền địa phương và người dân không kịp trở tay. Vậy nhưng có những người may mắn được cứu sống một cách kịp thời khi đang bị cô lập giữa dòng nước lũ. Công tác khắc phục lũ quét tại Kỳ Sơn vẫn đang được rất nhiều lực lượng nỗ lực thực hiện. Tại xã Tả Cạ, bùn đất đá nằm ngổn ngang chất đống sau cơn lũ quét kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Trận lũ quét đã khiến cho nhiều người ở đây phải thốt lên khiếp sợ rằng: quá kinh hoàng, nước đổ về nhanh chưa từng thấy, chưa bao giờ phải đối mặt với lượng nước dồn dập mạnh như thế này. Rất nhiều người dân không kịp trở tay, không kịp vận chuyển đồ đạc vì lũ đổ về quá bất ngờ. Không ai dám nghĩ rằng cơn lũ có thể san phẳng, vùi lấp nhiều ngôi nhà và trụ sở các cơ quan hành chính nơi đây. Trận đại hồng thủy lần này đã đi vào lịch sử hàng chục năm qua ở huyện Kỳ Sơn. Anh Vi Văn Truyền là trưởng bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn đang ướt sũng vì lội nước giúp dân khắc phục lũ quét. Anh kể, từ khi thành lập bản năm 1972 đến nay chưa có trận lũ nào kinh hoàng ghê gớm như thế này. Vào ban đêm, lũ về một đợt nhỏ làm ngập một số hộ ở gần khe. Ngay sau đó, lực lượng dân quân cùng nhiều anh em hỗ trợ sơ tán dân đến nơi cao hơn. Theo lời kể của anh Truyền, nước lũ đổ về nhiều đợt từ 1 giờ sáng, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng và đến thời điểm 7 giờ sáng thì không thể cứu vãn. Nước từ đầu nguồn ồ ạt đổ về, một số hộ dân chưa kịp di chuyển phải trèo lên nóc nhà để thoát thân. Riêng tài sản không thể cứu vớt được thứ gì khi lũ dâng cao. Vị trưởng bản chia sẻ, bản thân anh và một số thanh niên khác đã giúp 10 người thoát nạn khi đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Sáng ngày 1 tháng 10, một tốp 10 người, cả người lớn và trẻ con mắc kẹt ở ngôi nhà sàn, xung quanh là dòng nước chảy xiết bổ vây. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, tôi cùng mấy anh em nhảy xuống suối, cho người tự trôi từ bên này sang bên kia để tiếp cận cứu người. Sau đó bằng mọi cách đưa từng cháu nhỏ ra trước rồi đến người lớn vượt suối đến nơi an toàn. Anh truyền kể lại.
Cũng theo anh Truyền, sau khi vượt được dòng thác lũ, anh và nhiều người khác đã leo lên bờ tường rào, nhảy qua bể nước. Sau đó, hai tay ôm hai đứa trẻ và di chuyển khéo léo vượt lũ, dần đưa mọi người đến nơi an toàn. Khi cứu thoát mọi người khỏi giữa dòng lũ dữ, ai cũng xanh tái mặt lúc ở trên khu vực cao hơn. Ai cũng cảm ơn mọi người đã ứng cứu. Cùng thời điểm đó, có 20 học sinh đang trèo lên mái nhà nhưng chưa thoát ra được. Tôi và các anh em dìu các cháu học sinh bám theo triển mái nhà đưa đến nơi an toàn. Anh Truyền nhớ lại, anh Truyền kể tiếp, trong lúc nhảy và giúp đỡ người dân thoát khỏi dòng lũ dữ, tay anh đã bị vướng phải đinh sắt chảy máu. Sau khi cứu được mọi người xong, anh mới về nhà băng bó lại. Theo thống kê của trưởng bản Hòa Sơn, địa phương có 8 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, có 31 hộ dân bị sập nhà chưa thể khắc phục và 35 nhà đang bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra có 20 hộ dân bị sạt lở núi đe dọa, mặt đường nhựa đường lên xã Tây Sơn đã bị bung lên trên 40cm, bên trong nền nhà 20 hộ dân này bị bong chóc, nứt nẻ và buộc phải di dời lên nơi ở mới. Riêng những hộ dân bị sập nhà hư hỏng không có nơi ở thì ban quản lý bản Hòa Sơn lập danh sách để gửi đến ở nhờ. Từ hôm qua đến nay, các đoàn thiện nguyện đã lên cung cấp mì tôm, trứng, nước uống và nhiều thức ăn nhanh nên bà con đã đỡ vất vả hơn. Mọi người trong bản có thể tự nấu ăn cho gia đình mình. Trong khó khăn gian khổ, người dân vẫn ở bản này biết nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm sớm tối ấm áp, giàu tình người. Trưởng bản Hòa Sơn Vi Văn Chuyển bộc bạch.